Mới đây, chị Trần Thị Hồng Hạnh đã chia sẻ những hình ảnh về cụ ngoại của mình khi còn trẻ trông rất nổi tiếng, uy bíp, khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, thời còn trẻ, cụ sở hữu nhan sắc xinh đẹp dịu dàng. Trong đám cưới được tổ chức năm 1938, cụ diện áo dài sang trọng, quý phái, theo đúng vẻ đẹp truyền thống đậm nét Á Đông. Theo chị Trần Hồng Hạnh, cụ tên Nguyễn Thị Băng Tâm, sinh năm 1921, hiện đang ở phố Nguyễn Du, Hà Nội. Mới đây, cả gia đình đã tổ chức lễ thượng thọ mừng 100 tuổi của cụ. Chị Hạnh cho biết, cụ ngoại của chị dù tuổi cao, tài có phần nghểnh ngãng nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Đặc biệt, cụ vẫn còn rất minh mẫn, nhớ vành vách tên tuổi, địa chỉ của con cháu trong nhà. Năm nay, cụ ngoại lại bước sang mùa xuân thứ 101, giờ chúc câu bách niên giai lão đã không còn hiệu lực nữa rồi. Cụ tuy tuổi cao nhưng vẫn còn minh mẫn, vẫn nhớ vành vách tên tuổi địa chỉ con cháu chúc chích của cụ. Cũng theo chị Hạnh kể lại, cụ ông bị bệnh mất sớm, cụ bà phải một mình vất vả nuôi 6 người con lên người. Cụ bà dù tính tình hiền lành nhưng đối với việc giáo dục con cháu vô cùng nghiêm khắc, duy trì bản sắc truyền thống của gia đình. Chị Hạnh cũng cho biết thêm về bí quyết sống thọ của cụ ngoại. Cụ chủ yếu ăn rau củ quả, hàng ngày tụng kinh niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ rồi đi dạo quanh nhà. Cụ ăn uống rất đạm bạc, chỉ rau củ quả là chính, hàng ngày tụng kinh niệm Phật 2-3 tiếng rồi đi dạo quanh nhà, thi thoảng làm vài đĩa thuốc cho thơm mồm, chị Hạnh chia sẻ. Nhờ có sức khỏe tốt và tinh thần vui vẻ, cụ từng đi nhiều nơi trên thế giới. Năm 87 tuổi, cụ còn từng đi máy bay sang Mỹ chơi cùng con cháu một tháng. Hiện tại, khi cụ được bước sang tuổi 101, con cháu trong nhà đều mong muốn cụ mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình.